Đã vài thập kỷ kể từ khi mặt nạ phòng độc trở thành một phần trên gương mặt của mỗi người trên trái đất. Từ khi sinh ra cho đến ngày cuối cùng, mọi cư dân trên trái đất buộc phải đeo mặt nạ phòng độc. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. Nhưng một ngày nọ, tất cả oxy trên hành tinh bỗng trở nên độc hại cho phổi. Bằng cách nào đó, oxy độc xâm nhập vào cơ thể qua mắt và tai. Vì vậy, bạn không thể đeo khẩu trang cho lỗ mũi và miệng được. Cần có mặt nạ phòng độc bảo vệ cả đầu nữa. Thời gian đầu, mọi người chưa thể quen với mặt nạ phòng độc. Da bạn rất khó chịu, ngứa ngáy. Bạn thì muốn hít thở sâu. Và điều này chỉ xảy ra sau vài giờ đầu tiên đeo mặt nạ. Tiếc là bạn phải đeo nó cả đời. Điều tồi tệ nhất là không có nơi đâu để trốn cả. Bạn không thể tháo mặt nạ ở nhà, trong một căn phòng nhỏ, trong khi bạn ngủ hoặc trong khi bạn ăn. Nơi duy nhất bạn có thể làm thế là những căn phòng chân không. Nhưng bên trong chúng không có không khí, do đó bạn sẽ không sống được bao lâu. Có một nơi khác chính là trạm vũ trụ quốc tế, nhưng không phải ai cũng có thể đến đó. Vấn đề lớn đầu tiên trong cuộc sống kiểu này là ăn uống. Mọi người không thể nín thở và ăn vì oxy vẫn có thể vào phổi. Giờ đây, mọi người đều dùng một chiếc vòi đặc biệt cho thức ăn. Bạn tháo bộ lọc oxy ra khỏi mặt nạ và kết nối với ống. Nó hấp thụ thức ăn trong khi tất cả oxy được hút ra ngoài. Sau đó, bên trong ống, chân không được tạo ra. Từ chân không này, thức ăn được đưa đến miệng. Hầu như tất cả thức ăn đều trở thành dạng lỏng, giống như cho các phi hành gia vậy. Các nhà hàng chân không đang mở ra trên toàn thế giới. Bạn bước vào một phòng chân không chỉ có một cái bàn. Bạn có khoảng một phút để thưởng thức bữa ăn của mình. Sau đó, bạn cần hít không khí từ bình oxy mang theo bên mình. Nhưng chẳng bao lâu, những nơi này dần mất đi sự nổi tiếng. Mọi người bắt đầu thích ăn thức ăn lỏng hơn vì nó không gây hại cho răng. Điều này cũng tốt vì các dịch vụ nha sĩ hiện nay không an toàn. Nhiều năm sau, mọi người không còn hứng thú với những món ăn ngon vì ta đã mất đi vị giác và khứu giác khá nhiều. Cơ thể mất những giác quan này vì ta không dùng chúng nữa. Để giải quyết vấn đề này, các nhà phát triển tạo ra bộ lọc oxy với mùi hương mô phỏng. Bạn có thể ngửi thấy mùi quế, lá mùa thu, mưa, nướng, thịt nướng và các mùi khác trong mặt nạ phòng độc bằng cách nhấn nút. Mọi người nghĩ về cách khác để cải thiện mặt nạ. Ống kính với thực tế ảo tăng cường được cài đặt. Bây giờ, mọi người không tháo mặt nạ không chỉ vì sự an toàn mà còn vì họ không muốn vậy nữa. Toàn bộ Internet đang ở trước mặt bạn. Bạn có thể xem phim, chơi game điện tử, sử dụng kính VR. Bạn thậm chí có thể gọi cho mọi người thông qua điện thoại được cài đặt bên trong. Hàng loạt mặt nạ iGas độc đáo được sản xuất. Chúng có thiết kế thời trang, máy ảnh, hệ thống điều hòa cho mặt, tai nghe và phần mềm mới nhất. Trong số tất cả các vấn đề mà iGas đã giải quyết, có một vấn đề khiến bạn sửng sốt. Đó là thay đổi giọng nói. Bạn không nghe thấy gì trong mặt nạ phòng độc thông thường và tai của người khác cũng bị đóng lại. Để nói điều gì đó, mọi người phải hét lên với nhau hoặc trao đổi ghi chú. iGas lắp một bộ loa và micro trong bộ lọc không khí. Giờ đây, mọi người nghe được cả tiếng thì thầm của nhau. Nhưng điều hay ho là giọng nói còn có thể thay đổi được. Bộ lọc giọng nói cho phép bạn thêm tính năng tự động điều chỉnh, nói bằng giọng của người nổi tiếng, hạ và tăng âm thanh. Vào ban đêm, giọng nói AI được tích hợp bên trong iGas có thể kể chuyện hoặc thực hiện một buổi thiền định để giúp bạn tĩnh tâm và ngủ nhanh. Các nhà phát triển mặt nạ phòng độc tiện lợi đã trở thành tỷ phú, nhưng cũng có rất nhiều công ty phá sản. Trang điểm không còn cần thiết vì bây giờ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Chỉ còn lại kem và chất lỏng để chăm sóc da, và đó là tất cả còn lại. Bàn chải đánh răng đã ra đi vĩnh viễn. Vệ sinh răng miệng được thực hiện qua chất lỏng làm sạch đặc biệt giống như nước súc miệng. Thế giới thời trang và showbiz đã thay đổi. Không ai chọn diễn viên vì gương mặt đẹp nữa. Các ngôi sao điện ảnh bây giờ phải có giọng nói dễ chịu nhất và cơ thể dẻo dai phát triển. Khi không thể đọc được cảm xúc từ vẻ ngoài của một người, chúng ta sẽ chú ý đến cơ thể. Mọi người không nhận ra nhau bằng khuôn mặt. Tính cách của một người được thể hiện qua dáng đi và tư thế của họ. Các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tạo ra những phụ kiện đẹp và lạ cho mặt nạ phòng độc. Một thân cây dài, nạm kim cương gắn vào một bộ lọc và buông thõng xuống đầu gối của bạn. Mũ massage hình nhện có thể massage da đầu cho bạn. Các nhà thiết kế còn làm cả kính riêng cho mặt nạ phòng độc nữa. Nhờ có mặt nạ phòng độc, mọi người bớt bị ốm đi. Virus lây truyền qua các giọt sương trong không khí không còn là mối đe dọa nữa. Tuy nhiên,
vì cơ thể ngừng chống lại cảm cúm, hệ miễn dịch của con người bị suy yếu đáng kể. Nếu bạn bị thương ở đâu đó, vết thương sẽ mất nhiều thời gian hơn để lành lại. Mọi người gặp khó khăn hơn khi chịu đựng căng thẳng. Họ có ít năng lượng hơn nhiều. Họ không thể hít thở sâu và làm giàu oxy cho tế bào như bạn đã từng làm. Vì vậy, mọi người đang già đi nhanh hơn. Thể thao cũng đã thay đổi. Bạn không thể chạy marathon hoặc thức dậy để chạy bộ buổi sáng. Việc luyện tập trong phòng thể dục cũng bị hạn chế. Bạn rất khó thở khi mang vác nặng. Đúng, mọi người đã được bảo vệ nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng yếu hơn. Không phải ai cũng có đủ khả năng để mua iGas. Ở nhiều thị trấn và làng mạc, người dân sử dụng mặt nạ phòng độc thông thường với ống hút chân không để lấy thức ăn. Những người này không còn ngửi thấy gì nữa. Dây thanh quản của họ bị tổn thương nghiêm trọng vì căng thẳng liên tục, họ luôn phải hét lên để giao tiếp. Nhưng ngay sau đó, họ học được ngôn ngữ ký hiệu. Mặt nạ phòng độc của họ có thấu kính kém và giới hạn nghe kém. Thị giác và thính giác của họ cũng bị suy giảm sau nhiều năm đeo mặt nạ phòng độc. Nhưng vì một giác quan yếu đi, giác quan kia lại được củng cố, xúc giác. Hãy tưởng tượng bạn giơ tay lên và cảm nhận được độ ẩm không khí, cũng như sự thay đổi nhiệt độ nhỏ nhất. Thật không may, đây là điều tốt đẹp duy nhất còn lại trong cuộc đời của những người này. Da mặt của họ cũng không nhận đủ oxy, các tế bào bị khô và vỡ ra khiến nếp nhăn xuất hiện. Khuôn mặt của họ bị khô, kích ứng và viêm nhiễm rất nhiều. May mắn thay, iGas sẽ trở nên rất phổ biến và có sẵn đến mức mọi người trên thế giới đều mua được. Có người tạo ngay mẫu mới nhất, trong khi người khác lại đeo mẫu cũ. Ngay sau khi cả thế giới làm quen với cuộc sống mới, các nhà khoa học tạo ra một loại thuốc giúp mọi người bỏ mặt nạ ra. Chính phủ của tất cả các quốc gia dành nhiều năm và tiền bạc để phát triển một loại vaccine. Và giờ đây, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể tạo ra một loại tinh chất thay đổi phổi và cho phép phổi nhận khí oxy độc hại. Không phải ai cũng vứt bỏ iGas của họ đi. Một số không muốn rời khỏi thực tế ảo của mình và một số sinh ra trong thế giới như vậy đơn giản là sợ phải tháo mặt nạ ra. Người lớn và người già nhớ việc thở với khuôn mặt tiếp xúc trực tiếp sẽ ngay lập tức bỏ iGas và không bao giờ quay lại với chúng. Khi điều này xảy ra, bạn nhận thấy những khuôn mặt tàn tạ trên đường phố. Lông mày, lông mi và tóc bị mất màu. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ vì chúng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với lượng ánh sáng lớn. Ngành công nghiệp mỹ phẩm được tái sinh, mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn cũng bỏ mặt nạ đi. Bạn đi ra ngoài, thở hơi cuối cùng trong iGas. Sau đó, bạn từ từ kéo nó ra khỏi khuôn mặt của mình. Làn gió nhẹ thổi vào mặt bạn, mang đến cảm giác như cơn cuồng phong băng giá. Dù trong lòng muốn đeo lại mặt nạ, nhưng bạn lại từ chối. Mặt trời làm mù mắt bạn và muốn bạn đeo kính vào. Bạn đang làm những gì bạn luôn muốn làm, hít thở không khí trong lành. Điều này cực kỳ dễ chịu. Sau đó, bạn cảm thấy có gì đó kỳ lạ và hắt hơi. Nhưng đừng lo, bạn vừa hít phải bụi thôi. Tinh chất cải thiện phổi cũng phục hồi hệ miễn dịch của bạn. Bạn được bảo vệ khỏi bệnh cảm và cúm rồi đấy.